Nhưng giờ anh biết vì khi quên em. Mẹ mày đeo có chống rung thì mẹ rung lắc quá lìn sợ. Mày có chống rung nhỉ? Không, sợ ép còn đeo có nữa. Được. Yên tâm mày, hôm nay anh chống lắm. Để quay mày hết. Cười nào em. Mất tí mũ rồi, xấu má. Hai cái. Thì mẹ nắng quá. Nhưng mà em không thể chịu đâu. Lên nơi mẹ cảm rũ độ trục thẳng. Đâu? À đấy à. Đây là người con trai ga lăng nhất, nghe nói thế. Mẹ, sao chỗ này đi độ tiếng nữa đến thì thôi. Hạ trạng. Tầm 3 cây mà. Tầm lúc xuống nhẹ tinh chả còn gì. Đã đi một hàng nhỉ. Xong xong về một đống. Xuống là không có gì. Xuống có một đống này nhưng mà bụng. Ở nhà Quỳnh Anh gần đây á? Đi qua rồi, cái chỗ mà rẽ hai đường anh đi làm cái. Đấy á? Chỗ đấy. Chỗ đấy ở nhà Quỳnh Anh á? Mấy tầm 30 cây nữa đấy nó. À 30 cây nữa? Đéo biết cây gì lại còn nói phét. Mẹ. Cái này mà nói chém. Ăn cứt mèo nó leo các cụ. Mày thì giữ thể cho tao cái im lặng em nào. Không, đó là từ cái chỗ đường vẽ mà. Đi đúng không? Mà đi lên một đường đi này, một đường mình đi xuống ấy, sau 31 ấy, tao biết 31 à? Không. Nó không bị lạc ấy. Không, biết không rồi. Phải đường bị lạc. Đúng mà. Đây được đúng rồi chắc. Ừ, à không. Lên cái chỗ suối này, chỗ em nó phải chân cái. Nhưng mà vào trong này cái mát nhỉ?